Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Da đẹp của Mắt Home. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị một công trình nhà ở của gia đình anh Quyết tại Phú Quốc. Mắt Home hy vọng với thiết kế này sẽ mang đến cho quý vị một vài gợi ý hay trong hành trình thực hiện hóa ngôi nhà mơ ước của mình. Bất cứ khi nào quý vị có nhu cầu xây dựng, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình để nhận được sự tư vấn sớm nhất. Mắc Home tiết kiệm vượt trội lên đến 80% so với bóng đèn thông thường. Đèn LED Mắc Home tuổi thọ chiếu sáng hơn 80.000 giờ bền bỉ theo thời gian. Đèn LED Mắc Home nhiều mẫu mã đẹp do chính tay của kiến trúc sư Mắc Home thiết kế sẽ phù hợp với mọi gia đình. Đăng ký nhanh để trở thành đại lý nhà phân phối các sản phẩm của đèn LED Mắc Home với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Nhận ngay chỉ vàng 4 số 9, một chuyến du lịch Phú Quốc trong 3 ngày 2 đêm khi đăng ký trong tháng này. Liên hệ tới số điện thoại hotline 0964458888. 0924099999 để được giải đáp. Mắc Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Đây là ngôi nhà của gia đình anh Quyết tại Phú Quốc. Phú Quốc là một địa danh đã quá quen thuộc bởi nó là hòn đảo lớn nhất cả nước ta, nơi mọi người vẫn ưu ái gọi là đảo Cọc với rất nhiều cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, đặc biệt là các bãi biển. Việc sở hữu một ngôi nhà tại hòn đảo này chắc chắn sẽ mang đến một không gian sống vô cùng lý tưởng. Về diện mạo bên ngoài, chúng ta thấy đây là một ngôi nhà mái Nhật mang phong cách kiến trúc hiện đại với một trệt một lầu theo cách gọi của người miền Nam. Tầng trệt được sơn giả đá và sơn mù ghi, ở lầu 1 thì một số diện tường được ốp gỗ. Để ngôi nhà trở nên khác biệt và cá tính hơn thì chúng tôi đã sử dụng gạch ai đắc màu xám và đá bốc màu vàng nhạt cho những chiếc cột trang trí. Đây là những vật liệu tiên tiến hiện đại, không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn có độ bền rất cao. Toàn bộ hệ thống cửa đi và cửa sổ của ngôi nhà sử dụng nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính. Mọi người thường lo lắng về việc sử dụng kính sẽ không đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và dễ vỡ. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm vì loại kính mà Mắc Home sử dụng là kính cường lực với khả năng chịu lực tốt gấp 4 đến 5 lần so với những loại kính thông thường có cùng kích thước và độ dày. Vì thế, nó chịu được những va đập, rung chấn của thời tiết. Khi cần vệ sinh lau chùi cũng rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần một chiếc khăn sạch và chai nước lau kính chuyên dụng là đã giúp bề mặt kính sạch sẽ và láng bóng. Đây là góc nhìn từ trên cao nhìn xuống thấy được cả khuôn viên công trình. Ngôi nhà này tọa lạc trên một quỹ đất hơi vát, cũng khá là đặc biệt. Kết hợp với mặt bằng định vị thì chúng ta biết được ngôi nhà của gia đình anh Quyết nằm ở hướng Nam với kích thước mặt tiền là 13,3m và chiều sâu là 17,8m. Cái hay của công trình này chính là phần tiểu cảnh sân vườn ở phía trước nhà. Phần sân nhà được lát gạch kết hợp với cỏ sân vườn cùng nhiều cây cảnh. Thiết kế về phía hai bên của ngôi nhà là hai chòi nghỉ. Đây sẽ là nơi sinh hoạt ngoài trời của cả gia đình. Mọi người có thể thưởng trà, đánh cờ, uống cà phê, vừa mát mẻ vừa thoải mái. Khi cuộc sống càng hiện đại, nhu cầu chăm chút cho tinh thần ngày càng cao, chúng ta không chỉ tập trung cho ngôi nhà cũng như là không gian sống bên trong mà còn phải đặc biệt chú trọng đến cảnh quan sân vườn. Bởi nó mang đến bầu không khí trong lành, tạo một môi trường sống, sinh hoạt ngoài trời tốt. Và đặc biệt là cảnh quan sân vườn sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta trở nên ấn tượng và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên thì công trình này có kích thước mặt tiền là 13,3m và chiều sâu là 17,8m. Diện tích sử dụng của ngôi nhà rơi vào khoảng 242m2. Ngôi nhà này có 3 lối tiếp cận, một lối tại sảnh chính, một lối tại cửa hậu và một lối bên hông ngôi nhà. Tầng trệt thì bao gồm phòng khách, phòng giải trí, phòng bếp kết hợp với phòng ăn, phòng ngủ, nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung. Lầu 1 thì gồm có phòng thờ, sân chơi, phòng ngủ, nhà vệ sinh và nhà tắm chung. Bây giờ thì mời quý vị cùng xem qua chi tiết mặt bằng bố trí nội thất để tìm hiểu về cách bố trí và diện tích của từng phòng. Ở tầng trệt, cái vị trí sảnh chính bước vào là phòng khách có diện tích 27,3m2. Ngang với phòng khách và được thiết kế tách biệt ở bên ngoài là một gara đổ xe. Từ phòng khách di chuyển vào bên trong là khu bếp và phòng ăn. Hai khu vực này được thiết kế tích hợp với diện tích là 28m2. Qua tủ bếp hình chữ L cùng nhiều đồ dùng thiết bị bếp thì căn phòng này còn có một bàn đảo hay còn gọi là đảo bếp. Đây là một chi tiết chúng ta sẽ khó bắt gặp trong các ngôi nhà truyền thống. Việc thiết kế đảo bếp ngoài tác dụng hỗ trợ công việc bếp núc thì nó còn khéo léo tôn lên vẻ khác biệt và đẳng cấp cho phần nội thất. Cái hay của ngôi nhà này chính là gia chủ đã dành ra một khoảng 21,6m2 làm phòng giải trí. Căn phòng này có thể là nơi sinh hoạt chung
đọc sách hoặc là karaoke là nơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình cũng như là tiếp đãi những người bạn thân thiết. Tầng trệt của ngôi nhà anh Quyết thì có một phòng ngủ master với nhà vệ sinh khép kín bên trong. Theo yêu cầu của gia chủ thì chúng tôi cũng đã thiết kế một nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung có diện tích là 4.5m². Tiến lên lầu 1, không gian đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là phòng thờ có diện tích 16.8m², một diện tích khá là rộng rãi cho không gian thờ tự. Phía sau phòng thờ là một sân phơi có diện tích 23m². Phần diện tích còn lại của lầu 1 thì dành cho hai phòng ngủ master. Phòng ngủ master đầu tiên có diện tích không gian cũ kỹ là 22.6m², nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 4.6m². Phòng này hai mặt đều là ban công rộng rãi nên chắc chắn đây sẽ là căn phòng có view đẹp nhất của ngôi nhà. Phòng ngủ master thứ hai thì có diện tích không gian ngủ kỹ là 18m² và nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm khép kín là 4.5m². Vì sở hữu diện tích lớn cho nên là quý vị thấy là tất cả các không gian của ngôi nhà này đều được thiết kế khá là rộng rãi. Ngôi nhà có chiều cao từ cất 00 đến đỉnh mái là 10.8m, chiều cao thông thủy tầng 1 là 4.2m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3.6m và chiều cao mái là 3m. Sau đây, Ánh Diệu xin giới thiệu đến mọi người một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Markham cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo quy định của nhà nước Việt Nam. Trên đây là tất cả thông tin về ngôi nhà của gia đình anh Quyết tại Phú Quốc. Nếu quý vị yêu thích mẫu thiết kế này thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các số hotline đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới video này, đội ngũ kiến trúc sư của Markham sẽ nhanh chóng liên hệ và giải đáp tư vấn cho quý vị. Ngoài thiết kế xây dựng cải tạo nhà ở thì chúng tôi còn hoàn thiện nội thất. Nội thất ngôi nhà sẽ do Smart Home, đơn vị trực thuộc Markham lên phương án thiết kế và thi công. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo kênh Markham, Nhà đẹp Markham và nội thất trọn gói Smart Home để không bỏ lỡ những video mới nhất cùng nhiều chương trình ưu đãi đến từ công ty của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.